Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông sẽ thực hiện cấy chỉ, điều trị cho bệnh nhân Trần Thị Dung, mắc thoái hóa cột sống. Thoái hóa cột sống có hai dạng là thoái hóa cột sống thắt lưng và thoái hóa cột sống cổ. Đây là bệnh lý mãn tính, có tỷ lệ mắc cao, thường tiến triển chậm và tan dần về mức độ. Tổn thương cơ bản của bệnh là tình trạng sụn khớp và đĩa đệm ở cột sống bị thoái hóa gây đau, biến dạng cột sống và hạn chế khả năng vận động. Tuy nhiên, cũng tùy vào vị trí thoái hóa mà những tổn thương cơ bản của bệnh sẽ khác nhau. Trong thoái hóa cột sống lưng, vị trí các đốt L4, L5, L5S1 là phổ biến nhất vì thường chịu áp lực lớn từ trọng lượng cơ thể. Trong khi đó, ở thoái hóa cột sống cổ thì vị trí mắc bệnh phổ biến nhất là ở các đốt C5, C6, C7. Nguyên nhân gây bệnh thoái hóa cột sống. Thoái hóa cột sống có thể là hậu quả gây ra bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Trong đó, các nguyên nhân được liệt kê dưới đây là phổ biến hơn cả. 1. Quá trình lão hóa tự nhiên. Tuổi tác càng cao thì xương, sụn khớp càng bị bào mòn, lão hóa do quá trình trao đổi chất và sản sinh tế bào mới kém đi. 2. Lao động nặng. Người làm công việc hay phải bê vác, xách, gánh nặng hoặc thường phải cúi người, xoay cổ, khom lưng thường xuyên sẽ gây áp lực lớn lên hệ thống sụn khớp và đĩa đệm. 3. Tư thế sinh hoạt sai. Ngồi nhiều, ngồi quá lâu, nằm sai tư thế, thói quen xách nặng bên thuận. 4. Người có tiền sử, chấn thương cột sống, từng phẫu thuật cột sống do tai nạn. 5. Thiếu chất. Ăn uống không đủ chất, đặc biệt là sự thiếu hụt của canxi, vitamin, magie, kali, sẽ làm chậm quá trình tái tạo sụn khớp mới, đẩy nhanh tốc độ bào mòn cột sống và làm giảm độ tuổi cột sống. 6. Di truyền. Một số trường hợp sinh ra thì cấu trúc cột sống đã yếu và dễ bị thoái hóa hơn người khác. 7. Lười vận động. Lười hoạt động thể chất khiến xương khớp kém linh hoạt, quá trình tuần hoàn máu và trao đổi chất đến xương khớp kém sẽ đẩy nhanh tốc độ thoái hóa. Thoái hóa cột sống nếu không được điều trị sớm và đúng cách có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến khả năng vận động của người bệnh. Cụ thể, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, tổn thương rễ thần kinh, biến dạng cột sống, chèn ép tủy sống, mất chức năng vận động, yếu liệt. Thưa quý vị, các bệnh lý về xương khớp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh sẽ có xu hướng xấu đi và nặng lên. Các bác sĩ khuyên bệnh nhân nên sớm điều trị để tránh những biến chứng không mong muốn sau này. Phương pháp cấy chỉ là một trong những phương pháp điều trị hiệu quả nhất hiện nay. Đối với các bệnh lý về xương khớp, đây là một phương pháp không sử dụng thuốc, không phẫu thuật, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người bệnh. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.